Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà My. Và mùa hè sắp đến rồi. Và mỗi mùa hè thì việc My thích nhất đó chính là được đi du lịch biển. Nhưng mà cái mà My sợ nhất khi đi du lịch đó chính là lớp make up của My. Trời, buổi sáng make up rất là đẹp, nhưng mà đến buổi trưa thì lớp nền da đi đường da và rất là kinh khủng. Nên trong video ngày hôm nay My sẽ hướng dẫn các bạn 5 tips mà My hay sử dụng trong mùa hè để stay fresh. Và cùng với bí kíp của My đó chính là phấn mùa Innisfree. Và dòng phấn phủ My sử dụng lần này đó chính là dòng Limited Edition Nocebum Mineral Powder của Innisfree kết hợp với Mentos nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày ra mắt. Và mai sau thì khi mà My sắp hết cái sản phẩm này thì Innisfree đã cho ra cái dòng sản phẩm mới, nên My đã mua về và thử để review cho mọi người. Thay vì cái hộp thẳng như mọi khi thì cái Limited Edition nó sẽ có cái hộp nó hơi bầu một tí để giả bộ như đây là viên kẹo Mentos vậy đó. Và tất cả trong collection này sẽ có 6 mùi lận, nên mình sẽ review từng mùi cùng với tips của mình để cho mọi người cùng xem là mùi nào sẽ hợp với mình nhất nha. Tip đầu tiên của mình đó chính là làm tinted moisturizer từ kem chống nắng và kem che khuyết điểm. Vì mùa hè rất là oi bức nên mình hạn chế tối đa việc sử dụng primer hay là foundation, vì như vậy rất là nhiều lớp trang điểm sẽ gây bí bách cho da và gây mụn và làm lỗ chân lông của mình bị to nữa. Nên mình chỉ dùng tinted moisturizer từ kem chống nắng và kem che khuyết điểm thôi. Mọi người chỉ cần lấy một lượng kem chống nắng như bình thường, sau đó mix với khá kem che khuyết điểm tùy theo cái độ che phủ nhiều hay thích mà bạn muốn, sau đó mix lại với nhau và apply lên mặt. Sau khi apply tinted moisturizer xong thì mình sẽ sử dụng phấn nền của Innisfree Nocebum này để cho lớp makeup lâu trôi hơn, da mịn màng hơn và có thể kiểm soát dầu thừa cũng như bảo nhờn tốt hơn nữa. Và cảm nhận khi mà My sử dụng cái mùi mint này á thì cảm nhận rất là mát lạnh. Nếu mà mọi người sử dụng cái này buổi sáng á thì kiểu như là thức tỉnh làn da vậy đó, vì cái mùi mint trong này nó sẽ kích thích cái mũi của bạn và cảm giác rất là refresh. Ở đây là giống y hệt khi mà các bạn ăn kẹo Mentos mùi mint vậy đó. Tip thứ hai có lẽ sẽ dành cho các bạn nào mà tóc dầu như My và các bạn không biết cái loại xịt tóc khô nào phù hợp cho mình, thì các bạn có thể sử dụng Innisfree này 2-in-1. Là mọi người có thể sử dụng một ít cỏ, apply cái phấn này trên chân tóc của mình, có thể apply bằng cỏ hoặc là có thể rắc nhẹ lên tóc, và sau đó mọi người để 15 giây đến 30 giây và dùng cái tay lắc như thế này thì nó sẽ giúp cái dầu của mình được hút đi rất là nhanh. Và cái này thì mình hay sử dụng khi mà mình đi du lịch, vì mình không muốn mang quá là nhiều đồ cồng kềnh trong túi makeup của mình. Và cái mùi thứ hai mình sử dụng đó chính là mùi chanh. Đây là mùi mà hao hao như là bạc hà, nhưng mà nếu mà mọi người không thích cái cảm giác cái mùi quá nồng, quá refresh, quá thanh mát của bạc hà thì mọi người có thể thử sử dụng mùi chanh. Nó rất là dịu nhưng nó cũng đem lại cảm giác refresh và cảm giác kiểu như là thức tỉnh. Tip thứ ba là tip My hay sử dụng nhiều nhất khi My đi du lịch hay là My đi picnic, vì My không muốn mang quá nhiều hộp phấn má hồng nên My chỉ chọn một cái cây sau mà My hay sử dụng vừa là môi vừa là má hồng hợp nhất để mang theo. Sau đó My mix cái son đó cùng với moisturizer của mình để ra một hỗn hợp má hồng dạng kem, sau đó My apply lên má. Và để giữ cái lớp má hồng đó cả ngày dài thì My chọn sử dụng Nocebum Mentos mùi peach để My giữ em nó lâu hơn, em má hồng của My lâu hơn. Và cái mùi peach này thì rất là ngọt ngào, cũng như những bạn mà thích uống trà đào hay là những bạn mà thích make up mà tông cam, tông peach, tông cam hồng thì đây là lựa chọn số 1 cho mọi người luôn. Phấn này thì nó chỉ có mùi ngọt của peach thôi, nhưng mà nó lại không có màu, nên là mọi người phải sử dụng cái tip làm má hồng của mình trước khi mà apply cái mùi peach này nha. Tip thứ tư sẽ dành cho những bạn có một làn da khô hay là hỗn hợp giống như My, nhưng mà riêng cái phần mắt thì là siêu nhiều dầu luôn. Dù có sử dụng eyeliner waterproof hay là eyebrow waterproof thì đến cuối ngày đuôi chân mày thì bị mất, còn đôi mắt thì không biết đâu luôn. Và đến mùa hè thì My hay bị chảy cái eyeliner xuống này, nhìn siêu ghê luôn, nhìn như một con gấu trúc vậy đó. Nên là cái tip này sẽ phù hợp cho những bạn mà bị giống như My nha. Đầu tiên nói về phần eyeliner trước, My sẽ apply một lớp mỏng eyeliner như bình thường, sau đó My sẽ dặm lại bằng phấn bột không màu. Sau khi đã dặm bằng phấn bột
không màu xong thì My lại vẽ thêm một đường eyeliner y hệt cái đường eyeliner đầu tiên nữa. Đảm bảo với các bạn là cái tip này sẽ giúp các bạn giữ eyeliner siêu siêu lâu luôn. Và cái bộ mình vừa sử dụng trong tip này đó chính là mùi cherry của Innisfree. Cái mùi này thì có packaging màu hồng siêu siêu ngọt ngào. Đối với bạn nào mà thích packaging màu hồng thì đây có lẽ là cái mùi mà các bạn nên chọn. Tuy nhiên thì cái mùi này nó hơi nồng một xíu, nên là ai mà có bị dị ứng mùi hương á thì mình nghĩ là không có nên mua cái mùi cherry này, mà các bạn có thể mua mùi chanh hoặc là mùi mint lúc ban nãy mình giới thiệu thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là mùi cherry, vì mùi cherry khá là nồng đó. Đối với chân mày thì sẽ đơn giản hơn eyeliner một xíu, mọi người chỉ cần vẽ một cái đuôi chân mày bình thường, ý là mọi người chỉ cần vẽ như chân mày bình thường của mọi người, và sau đó mọi người chỉ cần dặm lại một lớp phấn bột ở trên cái đuôi chân mày hoặc là toàn bộ chân mày, dặm siêu siêu nhẹ nhàng, và mọi người nhớ sử dụng cái miếng dặm bông để cho cái tip này, vì như vậy thì cái bột nó sẽ bám sâu vào trong mày hơn và sẽ khó trôi hơn. Đối với trong mày thì mình sử dụng cái mùi mà mình thích nhất của collection, đây là cái kẹo Mentos, mà có lẽ là cái viên kẹo Mentos duy nhất mình ăn. Mỗi khi mà mình mua cả cái cây Mentos thì mình chỉ kiếm cái kẹo mùi grape để mình ăn, mùi nho để mình ăn thôi. Và cái mùi Innisfree này thì nó y hệt như là mùi nho vậy, nên là ai mà thích cái mùi nho thì hãy mua ngay nha. Ai mà thích mùi nho giống mình thì nên mua ngay cái hộp này, nó siêu 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 thơm luôn. Tip cuối cùng có lẽ là cái tip mà mọi người biết đến nhiều nhất, đó chính là sử dụng phấn để làm cho son môi bình thường trở thành matte lipstick. Và môi mi thì là có lẽ là một cái làn môi mà siêu 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 khô. Từ khi mi đi du học về thì môi mi nó đã bị chuyển đổi, và môi mi bây giờ rất là khô, khô qua năm luôn. Nên đó là lý do tại sao mi không thích sử dụng matte lipstick nhiều. Như vậy thì môi mi nó sẽ hay bị nứt và chảy máu, nên mi chỉ sử dụng son môi có độ ẩm cao thôi, như là son dưỡng hoặc là son có màu nhưng mà có độ ẩm một tí xíu. Và sau khi đó thì mi sẽ sử dụng phấn để làm cho cái son của mình matte và lâu trôi nguyên cái ngày dài. Như vậy thì môi của mình nó sẽ đỡ bị nứt hơn. Mình có một cái twist nhỏ nhỏ một xíu là thay vì mọi người hay sử dụng khăn giấy sau đó mới apply phấn á, thì mình hay apply bằng ngón tay của mình luôn và apply thẳng lên môi. Và cái phấn mà mình vừa dùng lúc nãy đó chính là Mentos mùi melon, đây là mùi dưa lưới. Và cái mùi này thì rất là trung tính đối với những bạn mà không thích mùi quá mát lạnh như là mùi chanh hay là mùi bạc hà, mà cũng không thích cái mùi quá ngọt như là mùi peach, mùi nho hay là mùi cherry, thì đây có lẽ là lựa chọn rất là phù hợp, vì cái mùi này nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là trung tính, và mình rất là thích cái mùi thoang thoảng của cái melon này. Và đó là 5 tips mà mình hay sử dụng khi đi du lịch. Và bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về cảm nhận của mình về dòng Innisfree No Sebum với Mentos này nhé. Phấn phủ kim nhỏ No Sebum của Innisfree thì mình đã sử dụng từ rất lâu rồi, và những cái phiên bản nào mà mới ra của Innisfree về phấn phủ này thì mình cũng collect được khá là nhiều luôn. Mình rất là thích cái cảm giác thoáng mát, điện màng mà cái lớp phấn này mang lại. Cảm giác như là các chị Hàn Quốc dùng rất là matte nhưng mà nó lại không bị khôi hay là bí da. Với một fan trung thành của bản gốc thì collab lần này của Innisfree mang lại sự lựa chọn về mùi hương và màu sắc rất là nhiều, nhưng mà cái chất phấn xịn sò thì đảm bảo với các bạn là không thay đổi một chút nào hết. Nó hút ẩm rất là tốt, nó hút dầu rất là tốt và không có chừa cái bã nhờn, và những cái vùng mà lỗ chân lông li ti của mình thì nó cũng che phủ rất là ok luôn. Đối với cái collab này thì nó chỉ mang lại cái mùi hương thơm nè, cái cảm giác refresh mát lạnh khi mà mi make up á, thì nó giống như là mi đang ăn kẹo Mentos vậy thôi. Dù sự kiềm dầu của loại phấn này rất là cao, nhưng mà cái sự mềm mịn và cái khô thoáng của nó giúp cho những bạn mà có làn da khô có thể sử dụng được cái này. Đối với làn da khô thì thay vì mọi người sử dụng cái miếng puff mà nó đi kèm với lại cái này, thì mọi người nên sử dụng cái cây cọ để tán đà những cái vùng kiểu tê mà mình hay bị dầu thôi nha. Thì như vậy thì nó sẽ giữ cái lớp nền của mình lâu trôi hơn và không có bị bột bánh. No Sebum của Innisfree là cái bột mà nổi tiếng nhất của Innisfree, không chỉ vì cái chất phấn xịn mà cũng về cái giá nữa. Cái giá này là siêu hạt rẻ cho học sinh sinh viên luôn. Đó là lý do tại sao mà My đã sử dụng em này từ lúc mà My học cấp 2, cấp 3 thôi. Và collab lần này thì mang lại rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người, và nó cũng rất là đa công dụng nữa, nên mọi người hãy tạo một em cho mùa hè này nha. Đến giveaway của My rồi, và trong giveaway này thì My sẽ chọn ra 2 bạn may mắn nhất để tặng bộ phấn Limited Edition No Sebum này của Innisfree kết hợp với Mentos nha. Và thể lệ của cái giveaway này rất là đơn giản, mọi người chỉ cần subscribe kênh YouTube của My, follow Instagram của My và comment ở bên dưới nơi mọi người muốn đi du lịch nhất sau mùa dịch này hoặc là mùa hè sắp tới này là ở đâu, và My sẽ chọn ra 2 bạn may mắn nhất để gửi phần quà đến cho 2 bạn nha. Và video của My đến đây là hết rồi. Hẹn mọi người vào video kỳ sau. My hy vọng những cái tips này sẽ giúp cho mùa hè của các bạn trở nên thoáng mát hơn và không bị cái lớp dầu hay là cái lớp nền
làm mọi người trở nên ngại ra đường nữa nha. Ok, bye bye.